Chinese Super League 2024 là mùa giải thứ 21 của giải bóng đá vô địch quốc gia Trung Quốc. Diễn ra từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 2 tháng 11 năm 2024, 16 câu lạc bộ đến từ 13 tỉnh thành của Trung Quốc sẽ tranh tài qua 30 vòng đấu trên 16 sân vận động để tìm ra nhà vô địch của bóng đá Trung Quốc. Sau đây là tổng quan về 16 sân vận động tại Chinese Super League 2024. Sân vận động trung tâm Olympic Như Cao là sân nhà của câu lạc bộ Nam Thông Chi Vân. Sân vận động này được mở cửa vào năm 2014 tại Như Cao, Nam Tông, tỉnh Giang Tô. Kinh phí xây dựng sân vận động trung tâm Olympic Như Cao là 550 triệu nhân dân tệ, trong khi sức chứa của nó là 15.000 khán giả. Đây là lần đầu tiên tân binh Thanh Đảo Tây Hải Ngạn thi đấu tại Chinese Super League. Sân nhà của họ là sân vận động thành phố Đại học Thanh Đảo Tây Hải Ngạn. Sân vận động này được hoàn thành vào năm 2023 tại quận Hoàng Đảo, thành phố Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông. Kinh phí xây dựng sân vận động là 370 triệu nhân dân tệ, trong khi sức chứa của sân vận động thành phố Đại học Thanh Đảo Tây Hải Ngạn là 20.000 khán giả. Sân vận động Hàng Hải là sân nhà của câu lạc bộ Hà Nam. Nằm tại thành phố Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, sân vận động này được đưa vào sử dụng từ năm 2002 với kinh phí xây dựng 1,2 tỷ nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Hàng Hải là 28.000 khán giả, cùng hệ thống chiếu sáng có công suất 1.200 lux. Sân nhà của câu lạc bộ Mai Châu Khách Gia là sân vận động Hồi Đường. Nằm trong trung tâm thể thao Olympic quận Vũ Hoa, ở Mai Châu của tỉnh Quảng Đông. Sân vận động được đưa vào sử dụng từ năm 2018. Kinh phí xây dựng sân vận động là 257 triệu nhân dân tệ, trong khi sức chứa của sân vận động Hồi Đường là 30.000 khán giả. Sân vận động bóng đá Phố Đông là sân nhà của câu lạc bộ Cảng Thượng Hải. Nằm ở quận Phố Đông của thành phố Thượng Hải, sân vận động này được hoàn thành vào năm 2020 với kinh phí xây dựng là 266 triệu đô la Mỹ. Sức chứa hiện tại của sân vận động bóng đá Phố Đông là 33.756 khán giả. Câu lạc bộ Thương Châu Hùng Sư chọn sân vận động Thương Châu làm sân nhà. Nằm tại thành phố Thương Châu của tỉnh Hà Bắc, sân vận động này được hoàn thành vào năm 2013 với kinh phí xây dựng là 400 triệu nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thương Châu là 35.000 khán giả. Sân vận động bóng đá TDA là sân nhà của câu lạc bộ Thiên Tân Tân Môn Hổ. Nằm trong khu vực phát triển kinh tế công nghệ Thiên Tân, sân vận động này được mở cửa lần đầu vào năm 2004 với kinh phí xây dựng 530 triệu nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động bóng đá TDA là 36.390 khán giả. Sân nhà của câu lạc bộ Trường Xuân Á Thái là sân vận động Trường Xuân. Nằm ở thành phố Trường Xuân của tỉnh Cát Lâm, sân vận động này được khai trương vào năm 1992 với kinh phí xây dựng 130 triệu nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động Trường Xuân là 41.638 khán giả. Câu lạc bộ Tứ Xuyên Cửu Ngưu chuyển từ Tứ Xuyên đến Quảng Đông và đổi tên thành câu lạc bộ bóng đá thành phố Bành Thâm Quyến. Đây là tân binh thứ hai của Chinese Super League 2024.
Đội bóng này thuộc sở hữu của City Football Group cùng với câu lạc bộ Manchester City tại Premier League. Sân nhà của câu lạc bộ bóng đá thành phố Bành Thâm Quyến là sân vận động Bảo An. Nằm tại quận Bảo An, thành phố Thâm Quyến của tỉnh Quảng Đông. Sân vận động này được hoàn thành vào năm 2011 với sức chứa 44.050 khán giả. Sân vận động bóng đá trẻ Thanh Đảo là sân nhà của câu lạc bộ Thanh Đảo Hải Ngưu. Nằm ở quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo của tỉnh Sơn Đông. Sân vận động này được hoàn thành vào năm 2023 với kinh phí xây dựng 2,25 tỷ nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động bóng đá trẻ Thanh Đảo là 50.000 khán giả. Câu lạc bộ bóng đá Chiết Giang chọn sân nhà là sân vận động trung tâm thể thao Hoàng Long. Nằm ở quận Tây Hồ, thành phố Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang. Sân vận động này được hoàn thành vào năm 2000. Sức chứa hiện tại của sân vận động trung tâm thể thao Hoàng Long là 51.971 khán giả. Sân vận động trung tâm thể thao Vũ Hán là sân nhà của câu lạc bộ Vũ Hán Tam Chấn. Nằm trong khu phát triển kinh tế và công nghệ Vũ Hán, thành phố Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc. Sân vận động này được mở cửa vào năm 2002 với kinh phí xây dựng 300 triệu nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động trung tâm thể thao Vũ Hán là 54.000 khán giả. Sân vận động trung tâm thể thao Olympic Tế Nam là sân nhà của câu lạc bộ Sơn Đông Thái Sơn. Nằm ở quận Lịch Hạ, thành phố Tế Nam của tỉnh Sơn Đông. Sân vận động này mở cửa vào năm 2009 với kinh phí xây dựng 2,5 tỷ nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động trung tâm thể thao Olympic Tế Nam là 56.808 khán giả. Sân vận động bóng đá Phượng Hoàng Sơn là sân nhà của câu lạc bộ Thành Đô Dung Thành. Nằm tại quận Kim Ngưu, thành phố Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên. Sân vận động này được hoàn thành vào năm 2021 với kinh phí xây dựng 1,8 tỷ nhân dân tệ. Sức chứa hiện tại của sân vận động bóng đá Phượng Hoàng Sơn là 60.000 khán giả. Sân nhà của câu lạc bộ Bắc Kinh Quốc An là sân vận động công nhân Bắc Kinh. Nằm ở quận Triều Dương của thủ đô Bắc Kinh, sân vận động công nhân mới được mở cửa vào năm 2023 với kinh phí xây dựng 484 triệu đô la Mỹ. Sức chứa hiện tại của sân vận động công nhân là 68.000 khán giả. Sân bóng lớn nhất tại Chinese Super League 2024 là sân vận động Thượng Hải, sân nhà của câu lạc bộ Thân Hoa Thượng Hải. Nằm ở quận Từ Hối của thành phố Thượng Hải, sân vận động này được hoàn thành vào năm 1997, trở thành sân vận động dành riêng cho bóng đá đầu tiên tại Trung Quốc. Sức chứa hiện tại của sân vận động Thượng Hải là 72.000 khán giả.